Bích Phượng xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ Sáu, ngày 16 tháng 11 năm 2018. Đến với bản tin Hoa Thịnh Đốn, hôm nay gồm có phóng sự đặc biệt lễ an vị thánh tượng tại thánh thất cao đài Sacramento và chương trình Những vì sao chiếu sáng. Để mở đầu, Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi phóng sự đặc biệt do Võ Thành Nhân thực hiện. Kính thưa quý vị, vào lúc 10 giờ sáng ngày Chủ nhật 11 tháng 11 năm 2018, rất đông đồng đạo người Cao Đài đã tề tựu đông đảo tại Thánh thất Sacramento, California để tham dự lễ an vị thánh tượng và ngôi thờ phượng Đức Chí Tôn sau nhiều năm khởi công xây cất. Chương trình được bắt đầu là lời giới thiệu quan khách và đồng đạo đến từ nhiều thành phố và tiểu bang khác nhau. Chúng tôi ghi nhận có đồng đạo đến từ Texas, Nam California, Bắc California, Oregon và Maryland. Đặc biệt, bên cạnh các quan khách tham dự, tín đồ Cao Đài tại địa phương, còn có quý vị đại diện Ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo, Sacramento và các ân nhân tham dự lễ khánh thành. Sau bài phát biểu của Hiền Quynh Chánh trị sự, diễn từ chức sắc Ban Thế Đạo, các đại diện cơ sở thánh thất Nam California, Bắc California và đại diện Phật giáo Hòa Hảo, vào lúc 12 giờ trưa, các tín đồ Cao Đài đã cùng các chức sắc, chức việc thành kính dâng lễ cúng đại đàn an vị thánh tượng Thiên Nhãn. Sau thời cúng tôn nghiêm với đầy đủ và đúng nghi thức chánh truyền của người Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh, vào lúc 2 giờ là nghi thức cầu nguyện vong linh cho các anh hùng tử sĩ đã vì quốc vong thân tại sân trước ngôi thánh thất, do các đồng đạo đến từ Nam California trang trọng tế lễ. Chúng tôi cũng ghi nhận sự vui mừng của người Cao Đài trong ngày lễ quan trọng này. Ai ai cũng bày tỏ được tinh thần gìn giữ và bảo vệ đạo Pháp qua các công trình xây cất tại nơi thờ phượng có người Cao Đài tị nạn sinh sống. Ngoài tâm niệm một lòng trung thành với Tổ quốc, người Cao Đài còn một lòng, một dạ gìn giữ đạo đức và văn hóa Việt Nam. Cho dù khó khăn như thế nào, với ý thức xây dựng nơi thờ phượng, đức tin để phổ độ chân truyền, người Cao Đài đã vượt qua mọi thử thách để hình thành các thánh thất, nơi tôn sùng Đức Chí Tôn, Phật Mẫu trang nghiêm tại các thành phố lớn hay nhỏ, có đời sống tự do tín ngưỡng khi xa rời quê cha đất tổ. Chúng tôi ghi nhận đồng đạo Cao Đài đến từ Nam California rất đông, trong phái đoàn 42 người này, có cả ban nhạc lễ, đồng nhi và quý chức sắc, chức việc, hành đạo thuộc thánh thất Orangewood. Đến từ San Jose, California, ghi nhận có sự hiện diện của các đạo hữu và chức việc thuộc hai thánh thất và điện thờ Phật Mẫu. Nhân dịp này, chúng tôi cũng được dịp tiếp xúc với một số nhà mỹ thuật đạo Cao Đài, những nghệ nhân có cơ sở thiết kế, được bàn thờ và trang trí nội thất của nơi thời phượng, theo phương cách đạo Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh. Và sau đây, xin kính mời quý vị theo dõi một số phỏng vấn các tín đồ Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh và quan khách do anh Võ Thành Nhân thực hiện. Khi mà chúng ta nói đến chúng ta xây cất một cái nơi thờ phượng của người Cao Đài thì cái tiến trình ở tại Sacramento thì như thế nào vậy thưa ông? Tiến trình xin phép xây dựng ở đây gặp rất là nhiều trở ngại, nhưng mà cái thời gian mà xin được cái giấy phép là mất gần một năm rưỡi hơn. Mà nhân tiện thì tôi cũng xin cảm ơn hai vị đạo tâm mà không phải là trong tôn giáo Cao Đài, mà hai vị đó là hai vị trưởng của, giám đốc của hai công ty xây dựng là ông Hứa Xuân và ông Quỳnh Văn Liêm. Ông Hứa Xuân là cũng trưởng một công ty xây dựng, còn ông Liêm, Quỳnh Văn Liêm vừa là trưởng công ty xây dựng vừa là hội trưởng của Hội Phật giáo Hòa Hảo và tại Sacramento. Hai vị này giúp đỡ là xây dựng không có coi như là làm công quả, không có tốn phí tiền công trả cho
cho chuyến đi xây cất đỡ của quý vị đó. Yeah. Và cũng ánh thức mà có ngày nay thì là hoàn toàn là nhờ sự giúp sức của hai vị Hứa Xuân và Quỳnh Văn Liêm đó. Rồi chúng tôi nhân tiện đây cũng tỏ lời tạ tri ân hết sức chân thành cảm tạ sự giúp đỡ của hai vị đại tâm. Năm 2003 thì Hiền Tỷ Đạm và chú Trung, Đoàn Điền Trung, hai người là nhờ với dưới tộc đạo Santa Lara, là lúc đó là chính trị sự Rài làm quyền đầu tộc, lên phụ giúp để mà thượng tượng ở tại nhà Hiền Tỷ Đạm. Và sau đó công cử hai người là chính trị sự, là chính trị sự Đoàn Điền Trung và chính trị sự Nguyễn Thị Đạm. Thì thời gian đầu thì cái cơ sở đạo nó ít người lắm, thành ra tất cả phải cúng ở các nghi lễ mà về tôn giáo thì sẽ thực hiện ở nhà chính trị sự Đạm. Đến năm 2009 thì thời kỳ mà khủng hoảng kinh tế đó thì giá nhà nó xuống thấp, thì Hiền Tỷ Đạm cũng đã chạy kiếm nhà, và sau đó có nhà rồi mới vận động đồng đạo và thân hữu để mà giúp đỡ mua được cái căn để vị trí này. Dạ, kính thưa, tôi là chánh trị sự Trần Quang Linh, quyền đầu tộc đạo Lý Đô Sài Gòn Thánh Thất Cali Phật Nha. Trong phái đoàn chúng tôi đến hôm nay dự lễ an vị gồm có 42 vị, trong đó có đủ 3 ban nhạc lễ đồng nhi để cống hiến cái lễ hôm nay. Trong tinh thần cùng nhau một đạo tu một cha, hay là danh giá đừng quên đạo đứng cầu đầu, nên chúng tôi cử phái đoàn đông đảo đến đây để hỗ trợ cho sắc lâm linh tôn, để tại đây tạo thành một cái thế phát triển đạo trong những ngày sắp tới. Dạ, kính chào anh Võ Thị Nha. Kính thưa quý vị khán giả là theo dõi đài, tôi là Nguyễn Nhân Hiệp, là một tín đồ Phật giáo Hòa Hảo ở vùng Sắc Ramento. Hôm nay tôi rất là hân hạnh đến đây để dự lễ an vị thánh tượng của đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ của Thánh Tây Ninh, Thánh Thất Sắc Ramento. Đây là một điều rất là vinh hạnh và cũng là quan hỷ cho chúng tôi, bởi vì chúng tôi biết rằng đạo Cao Đài và đạo Phật giáo Hòa Hảo cũng giống như anh em sinh đôi với nhau ở tại Việt Nam. Đây là hai cái đạo phải nói là mang nặng bản sắc dân tộc, tại vì sinh ra và lớn lên ở tại đất nước Việt Nam. Và khi mà chúng ta nói cái mẫu hoặc là chúng ta cái cách, cái kỹ thuật làm thì cái thử thách nó như thế nào để mà chúng ta có được cái bàn thờ giống như ở trong nước của chúng ta có cái nơi thờ phượng vậy không? Thì cái mẫu đó là khuôn mẫu thì theo cái kích thước của Sacramento, nhưng mà đó là cái do ân trên đưa cái điểm mình vẽ ra cái hoa văn, mình vẽ ra cái hoa văn xong xuôi rồi mình để lên cái miếng gỗ rồi mình vẽ rồi mình, nhưng mà cái đó là do cái ý chí, là cái quyết tâm của mình để làm thực hiện được. Cái hoa văn thì nó không phải là dễ mà cũng không phải là khó, nhưng mà có là sự quyết tâm và sự động lực của Đức Chí Tôn mà cho cái mình làm được cái đó. Và khi mà chúng ta có được là chúng ta đóng từ ở Oregon, rồi chúng ta gửi về đây, cái tiến trình nó như thế nào vậy thưa ông? Sau khi mà đóng xong xuôi rồi thì từ trên kia về đây thì mình thấy qua hai giai đoạn. Thứ nhất là đầu tiên là cái bàn thờ của Đức Chí Tôn nó quá lớn, thiên bàn đó và thiên bàn từ 6 feet, cho nên tôi phải chở hai lần. Một lần đầu tiên là chở thiên bàn và cái nội nghi, lần thứ hai là ngoại nghi và được hộ pháp với cái giá bắt bủ. Thì phải lái xe 10 tiếng đồng hồ. Dạ, 10 tiếng đồng hồ từ ở Poland về đây. Nhưng mà đó là cũng có đúng ra có là cơ duyên của Đức Chí Tôn cho cái sức mạnh để làm như vậy thôi. Xin được cảm ơn ông. Cảm ơn.